robotviet.vn, website mua bán robot chính hãng, vòng xoay robot siêu hấp dẫn, cung cấp ad product và dịch vụ kèm thuê của các game hot nhất hiện tại. Quẹo lửa ngay tại robotviet.vn các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại trong một video về Anime Fighter. Ngày hôm nay Anime Fighter đã quay trở lại trong một cập nhật mới, cập nhật số 36. Tầm 2 tuần trước mình đã ra một video nói về vấn đề này rồi. Và sự thật nó đã trở lại nha mọi người nha. Không liên quan tới tựa game này cho lắm, nhưng đầu tiên vẫn thông báo với các bạn, sự kiện Giờ Vàng Museum đã quay trở lại từ ngày 17 tới ngày 21 tháng 7 năm 2023. Khi gặp robotviet.vn Museum Auto được bonus thêm 35% vào hai khung giờ 11 giờ 12 giờ cũng như 18 giờ 19 giờ. Đừng bỏ qua nếu bạn đang chơi tựa game PS mà muốn museum nha. Thì nếu bạn đã chơi lâu tựa game này, nhìn qua cập nhật của nó thấy không có gì nhiều. Cái quá trình thương lượng với developer chính của game là Die Prep vẫn đang diễn ra. Developer đó vẫn đang phát triển con game mới tên là Anime Champion. Thì sau khi con game nó được ra mắt, khi đó anh ta sẽ nghĩ tới việc quay trở lại phát triển song song với con game này. Hiện tại toàn bộ nội dung các bạn đang coi ở đây dường như là của một developer khác, nên những nội dung này chỉ ở mức cơ bản mà thôi. Rồi mình sẽ có hai hòn đảo mới, hai vùng đất mới này cung cấp 26 con fighter mới, một chế độ trial khó hơn, hai character mới, tung ra thêm hai game pass trong game, auto attack tự động tấn công và instant passive spin bỏ qua animation. Cái này thì nếu bạn nào chơi từ game Anime Warrior 2 sẽ biết. Mình nói ở đây không phải so sánh, tại vì có những người chưa từng chơi từ game này mà đã chơi qua từ game Anime Warrior 2. Cơ chế gameplay hai từ game này hoàn toàn giống nhau. Nhìn hai icon của hai game thấy cũng giống nhau nữa các bạn. Nó chia đôi nè, một bên là rồng Kaido, một bên là Luffy. Vậy nên nếu mà chơi hai game cùng lúc, nó hơi chán và hơi lú. Thì đó tùy sở thích mỗi người ha. Game vừa cập nhật cho nên lúc nào cũng sẽ cho chúng ta những cái boost bên góc phải, nhân gấp 3 lần, nhân gấp 5 lần để cho bạn cày cuốc nó nhanh hơn. Nếu như hồi xưa từ game Anime Fighter thì mấy sự kiện boost này chỉ diễn ra tầm 2 ngày thôi. Còn bây giờ theo biết nha, level cap tăng lên cấp 420, incubator cấp độ 200. Và phải công nhận một điều từ game Anime Fighter này, cái máy ấp trứng incubator cho chúng ta kinh nghiệm rất nhanh, rất là nhiều luôn. Nếu cá nhân các bạn là người lười chơi game nên tập trung vào cái máy này. Đây là hai map mới, bỏ tiền ra để mở thôi. Với mà map sẽ cho chúng ta một NPC cung cấp 5 nhiệm vụ. Mỗi lần hoàn thành xong thì nó sẽ cho bạn thêm 10% gen cũng như là hai cái mao cưỡi. Mình đi chơi từ game cũng lâu rồi và cũng được coi là khá là mạnh, hoàn thành cũng nhanh và show cái bạn coi luôn. Fall Paradise, không biết từ anime gì. Mao cưỡi của mình là một con bướm bướm, nhìn nó hơi ghê ghê. Và khu vực mới nhất sẽ có một mao cưỡi tên là King Abyss, rồng Kaido, tốc độ là nhanh nhất hiện tại trong game rồi. Nếu bạn không mua những mao cưỡi bằng robot, mao cưỡi robot nè, cái jetpack này sẽ cộng 2 mao speed với cái mao cưỡi nhanh nhất của mình, tốc độ nhanh hơn rồng Kaido 2 điểm. Cảm nhận thiết kế của mình, hai map gần đây nhất rất đẹp. Có vẻ người builder này là một builder mới, cái kiểu build giống mấy tựa game RPG các bạn. Cây cỏ bạn nhìn nè, do owner mới của tựa game này đã từng làm những con game One Piece, nên mình nghĩ người builder này cũng như là người builder đã từng build map trong One Piece. Đây là Wano World nha, cũng như vậy luôn. NPC làm nhiệm vụ nè, cây cỏ cũng như vậy. Quay ngược trở lại với map Abyss, đây là map cuối cùng trước khi tựa game Anime Fighter ngừng cập nhật. Cái việc build map rất là đơn giản, không được chi tiết như là hai map mới. Hơi lan man rồi, tiếp theo mình sẽ cho bạn coi về game pass mới. Cái này khỏi nói ha, bỏ qua animation khi bạn đi quay những cái pass siêu. Pass siêu trong tựa game này nó nằm ở map Hero University. Chọn một cái con Wario, quay bằng shark hay quay bằng token nè, token reroll. Đây được gọi là animation. Thì khi bạn mua game pass đó, sẽ skip qua cái này, giúp bạn tiết kiệm thời gian hơn. Rồi và game pass thứ hai là 499 robot auto attack. Cái này giống Anime Wario nè, tại vì nó có trước các bạn. Trong phần cài đặt của game sẽ có một cái nút tên là Auto Attack On Up chỗ này. Nó cũng sẽ có một cái phạm vi để cho những con fighter của mình auto tấn công. Chỉ không biết là phạm vi nó tới đâu, do là nó không có đường viền. Anime Wario có đường viền và chúng ta nâng cấp được lên, còn tựa game này không có. Bộ game bắt cái kịch là tự tấn công như vậy luôn. Nhưng phải nói là cực kỳ OP nha mọi người. Khi bạn muốn đi farm tiền chỉ việc treo máy và auto leak để chống kích thôi. Thông tin kế tiếp bạn thấy ở đây mình sẽ có thêm một con máy tên là Sacrifice. Tên của nó là Avatar Riser, biến hình. Thay vì avatar người chơi, nó sẽ biến thành nhân vật trong game, nhân vật fighter trong game. Rất nhiều map có cỗ máy luôn. Bạn có con device nào thì đi tới vùng đất đó, cần một con unit device và 5 đơn vị token mới. Nó tên là Avatar Coin. Để kiếm được nó các bạn sẽ đi craft. Có một tỷ lệ hiếm để craft được Avatar Coin này. Mình không biết là con Wario có mất hay không nha. Góc trái bên dưới mình sẽ có hình ngôi sao nè. Đây là Avatar Index, nơi mà các bạn sẽ hóa thân thành những con unit, những con fighter trong tựa game này. Cũng bình thường ha. Từ đầu video mình đã có nói là cỗ máy Incubator là một cỗ máy rất là OP. Đây mình có Luffy Divine nè, Quick Draw, ok. Max cấp là 200 nha, 201. Cố gắng cày tiền và nâng cấp nó lên, sau đó quăng những con fighter vào. Một thông tin nữa là cái sự kiện Summer quay trở lại, các bạn kiếm trong map game nó sẽ có nè. Summer Island ha, Teleport. Cái này thì nếu bạn nào năm ngoái chưa chơi thì tham gia. Và trong khu vực này sẽ cho bạn thêm hai cỗ máy, một cỗ máy là Dub Machine. À nhớ rồi, cái này các bạn sẽ cho một item vào. Mình cho 5 đi, ok. Và chọn ngẫu nhiên. Hình như cỗ máy bị lỗi rồi, nó không cho mình chơi. Đại khái nó là một cỗ máy giúp các bạn có thể nhân bản được item ấy. Bên đây mình sẽ có là Clone Machine. Cỗ máy này hình như là để nhân bản á.
nhân bản một con Wario ra. Cần một cái clone token nè, màu tím tím, chờ trong khoảng thời gian. Bỏ lâu quá nó cũng quên đó mọi người. Góc trái trên chúng ta có một cái thông tin. Sao chổi xuất hiện, thiên thạch xuất hiện bên khu vực Psychic City. Farm thiên thạch từ game này, nó cho chúng ta rất nhiều cái food luôn. Cái food giúp các bạn nâng cấp con Wario của mình. Ôi không thấy luôn, hay là rớt xuống biển rồi ta. Chúng ta sẽ có một cái map tên là Chimera. Đây, Shiny Machine, nó sẽ hơi khác từ game anime Wario. Chúng ta chọn một con Wario. À, đây là con Secret mới nhất nha mọi người. Chúng ta có một con tên là Shogen và một con tên là Shogun. Cái con bên trái nè là từ map Fall Paradise. Còn con bên phải, bốc lửa các kiểu, là từ Land of Wanzo. Đây là hai con best Secret. Không cần phải nhiều con như là từ game kia. Tuy từng cấp độ sẽ tương đương với lại cái fruit. Đây là cái fruit Secret. Chọn càng nhiều thì tỷ lệ càng cao thôi. 92% thành công nè. 45 là nhiêu? 90 nè. Convert. Rung. Ten. Ok, đây là con Shiny Secret map mới nhất. Ngoài ra mình sẽ có thêm một map nữa tên là Empty Dimension. Đây là cái map các bạn có thể thay đổi và nâng cấp cái food của mình lên cấp độ cao hơn hay giảm đi. Convert từ Rare Epic lên Legendary rồi Mythical Secret Divide các kiểu ha. Convert on. Còn bây giờ đảo ngược, Reverse. Từ Divide xuống Secret nè. 1, 2, 3. Cho con Secret này vô. 43.88%. Ok, Convert. Yes. Nhân vật nhìn quen quen. Nếu bạn đã biết cái bộ này là gì comment bên dưới nha. Một thông tin cuối cùng nữa chính là cái map này, Destiny Island. Đây là map bạn tăng phẩm chất con unit thay lên machine. Wario các bạn sẽ random chỉ số, có con cùi có con mạnh, để cho con fighter đó có chỉ số ổn định nhất và cao nhất. Đi tới con máy này, nâng cấp, tổ 42 cái secret nè. Tại vì con này là con secret mà, thì chỉ số cao nhất là 10. Nhưng mà khi các bạn có những con gọi là double basil, đây hai chỉ số basil nè, con máy này sẽ tăng lên 20. Để mà hóa double basil, truy cập vùng đất tên là Icy Wash, con máy tên là Limit Breaker nè. Cho một con bên này, con ở giữa là con double basil. Là con quan trọng nhất nha mọi người. Bên Sorcerer Empire cũng sẽ còn một con máy nè. Nghĩa là trong tựa game này các bạn sẽ có hai con máy Limit Breaker, double basil tối đa hai con một lần. Nội dung video là như vậy. Sự trở lại bùng nổ của tựa game Anime Fighter. Số lượng người chơi cực kỳ đông cơ mà. Hiện tại mình chơi vẫn còn chơi 100.000 người, duy trì từ tối ngày hôm qua tới giờ luôn ấy. Và không biết sự trở lại bùng nổ này có kéo dài lâu hay không. Hãy cùng chờ xem trong tương lai nha. Hẹn gặp lại các bạn những nội dung tiếp theo. Xin chào.